0799813. Hello, nó liên tiếp. Ủa chứ trên đây có thằng nào bình thường à? Ủa là sao? 900 k bro, tài DC. Ông nội đi, ông trả lời xong tôi càng ngáo im luôn á. Tôi chỉ cần biết thằng đó nó có hấp hay không thôi. Ông trả lời một câu cái tôi bị ngáo luôn. 4 triệu luôn hả? Chị đâu có nhậu đâu, đổ thanh. Chị bệnh mấy nay mà nhậu gì? Rồi. Ai bị sợ chạy à? Đổ thanh. Đều làm mấy clip như vậy, nhiều view dễ hả? Hello, lên 2 ngủ. Ôi vậy bữa chị cũng phải tạo một cái ad phụ. Chị gắn vào trong tiểu sử top top. Sao mọi người qua đó follow cho chắc an chứ. Trời đất ơi, có gì chắc toàn luôn. 3, 4, 9, 6, 7, 1, 5. Nữa hả? Giá lập nữa hả? Panda? Đúng. Ủa Panda này ai vậy? Cái tên cũng quen lắm nè, mà không biết có quen không? No no no. Giao du là đã được và chơi chung với tài đi xin nhé. Hello Tiến Đạt nha. Hello Công Thiện. Ê quên, Nhi quên ra đỏ mục tiêu rồi. Ra đỏ mục tiêu hoa đi. Tài đi xíu xíu nha, Nhi ra Nhi đỏ mục tiêu hoa cái. Cho tài gánh không? Chết rồi, tôi ăn bụi cỏ anh em ạ. Chết ba rồi. Bao nhiêu điểm đó chị nghe, bao nhiêu điểm? Tôi lại hơi lắc anh em mà. Tất cả buổi tối tôi bắn dở lắm. Quen hả? Tôi chơi với tài tôi suy anh em ơi. Cứ để anh tài gắn. Chỉ có một cái ạc mới như tạo luôn mọi người. Sau này sẽ xài cái ạc. Đã ạc đó làm ạc phụ á. Chắc đi xem anh tài làm hai đây. Cánh 4 anh tài ơi. Trời ơi tài ơi tài ơi. Ê, em tải DC. Dạ 8 hả? 8 điểm hả? Không sao, 8 điểm cũng được. Cũng được rồi, em đã cố gắng hết sức rồi, không sao. Như vậy là giỏi rồi, chán anh không? Đó. Rồi. Lần sau cố chắc. Gắng thêm nha. Hello Công Thiện. Chào Dũng Hằng nha. Ok, bỏ anh nè. Em mùi điểm tha dỗ vậy. Cảm ơn ha cậu cái gì nè. Cọ Văn Vị hả? Ký tự như đọc không được. Cảm ơn Văn Vị nha. Cảm ơn Văn Vị. Chứ mà mình cũng nói. Trời ơi, chết tôi rồi, nó ép tôi rồi. Tụi này chơi chung ép tôi anh em ơi. Ép tài. Tụi nó chơi chung quá. Để tôi đánh ra đứt anh rồi. Đến lúc tôi bắn ra đứt anh rồi. Sao mà thua được? Người ơi, mọi người xem like tắt tay hả tim phụ nhiêu mọi người. Hello anh quan trưởng. Đây rồi. Ok ok, cảm ơn cảm ơn. Panda xin thêm một bán hả? Không được Panda ơi, để cho người khác đá nữa. Ê, nó lên nhà mình rồi kìa. Đá có thôi, có sao đâu.
Đấy, tôi đang chơi cùng với tài TC nha anh em. Và đây là tài TC real. And real nha anh em. Chắc chắn là real tại tôi đang đá nè. Tôi đang đá nè. Không vậy? Mình chip nha, chip ơi, mình chip. Hello Huỳnh à, nói thiệt nha. Huỳnh cũng kỳ chức quá. Vậy hả? Không biết, tưởng đâu hát chứ. Đâu hát đi. Nhưng mà tí cho một người đã có rồi. Buồn nè, đúng là mình không có giá trị cuộc sống gì hết. Giai đoạn này tôi bắn hết sức. Bên hông, bên hông. Yo, thường vậy. Dạ, vô vẫn lấy MVP cho anh em à. Tí lấy 2 máy thác top. Ok. Được đá lại nha Giao Du ơi, nhưng mà có cái Giao Du đá cách trận giùm Nhi nha. Trận này chơi rồi thì bỏ, đừng đá nữa, trận sau đá tiếp. Đá cách trận á, trận đá trận bỏ. Hai người chơi PC thì không có cái gì mà chịu nổi luôn á. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Giao Du. Ngày hôm nay mình đang đá TikToker gần 1 triệu follow. Thật ra là mình đá xong rồi và mình sẽ đá thêm trận nữa. Nhưng mà phải hết trận này đã anh em ạ. Và người mình đá đó chính là Tài TC anh em ạ. TC, đấy, 900k follow, gần 1 triệu k follow mình sẽ ghi. Mình ghi nói chung là hơi giật cờ giật một chút xíu. Anh này kỹ năng one shot kinh anh em ạ. Kỹ năng đấy, kỹ năng one shot khá là ghê anh em. Anh em xem vô bắn one shot thì cũng ghê ghê đấy, nhưng mà vô tự chiến bắn thực tế không ghê bằng anh, không ghê bằng bạn Tài này nhá. Mình không biết bạn Tài này bao nhiêu tuổi, nhưng mà hiện tại đang ở trong bạn Tài này trong livestream của Nhi Tỷ anh em ạ. Vừa đá TikToker 1 triệu follow và còn đá cả một bạn rất là xinh, Nhi Tỷ. Nhìn cái này là xinh rồi anh. Bây giờ tôi sẽ luyện tập ở trong phòng luyện cho trước, đợi bạn ấy ra và tôi đá tiếp trận thứ hai nha anh em. Thật ra là nãy trận đầu tiên rồi, bây giờ anh em hãy xem trận đầu tiên của tôi trước nha anh em. Nãy Tài TC bắn ghê quá, bắn hit shot không anh em ạ. Mình kiểu mình máy mình vừa coi live vừa ghê lắc quá nên mình kể bắn ra lúc này nè. Thật ra nãy tôi hồi nãy đáng lẽ là tôi đá căn một với bạn Bu anh em ạ, nhưng mà bên đó đông quá, chín mấy người, tôi đá đứt kịp nên tôi khóc nhẹ luôn. Anh Tài à, Tài ớt rồi, Tài ớt rồi, Tài không chơi nữa. 4 3 3 4 8 1 7